Đến với kênh YouTube mình hôm nay mình sẽ review kẽm sắt. Đây là một cái kẽm sắt để các bạn làm hoa, làm trang những cái đồ trang trí á. Sản phẩm này nó là kẽm sắt và nó có thể cho chúng ta bẻ cong tùy ý theo các ý thích của các bạn. Sản phẩm này có thể uốn được rất là dễ dàng. Khi các bạn mà làm hoa, cành hoa, chúng ta muốn làm những cái cành hoa cong, cành hoa thẳng thì đều có thể sử dụng được đến cái kẽm 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 máy này, kẽm sắt này. Tôi được chọn cái mà đúng rồi. Chào mừng các bạn đã đến với kênh YouTube mình. Hôm nay mình sẽ review câu chuyện Thị Hiếu Lạ được nằm trong cuốn sách Ô Long. Mình xin mời các bạn cùng mình lắng nghe câu chuyện. Chào mừng các bạn đã đến với kênh YouTube của mình. Hôm nay mình sẽ review câu chuyện Núi ở trong lòng được nằm trong cuốn sách Ô Long. Mình xin mời các bạn cùng mình lắng nghe câu chuyện. Các bạn đã đến với kênh YouTube của mình. Hôm nay mình sẽ review keo nến to. Đây là một loại cây keo nến to, loại to ấy. Loại to này sử dụng cho những cái dòng máy to hơn. Dòng này cũng có hai loại, đó là loại to và loại nhỏ. Trên tay mình đang cầm đây là loại to, một loại keo nến. Lắp vào máy thì chúng ta muốn dán bất kỳ cái đồ vật, ví dụ như chúng ta dán những cái đồ nhựa và những cái đồ thủ công. Chúng ta có thể là sử dụng đến cái dòng này dán rất là dị, chắc dính. Cho mẹ một chút nhé. Chờ một chút xíu. Ok. Chờ một tí nữa. Em bé bé đi làm bánh nha, hôm nào mẹ dạy mình làm bánh cho nhé. Làm món bánh cuốn. Ok, thích luôn. Ngon. Ừ. Thế đây nó được tặng này cho một cái này này, một cái máy này, một cái đỏ để bột ra đây á, để ấn xuống đây để mình lấy bột á. Đấy, rất là tiện nha. Con chuột nào con đã biết chuột cái bát rồi. Cái gì á? Cái đấy chuột mà đấy thì ấy cơ. Ra. Đó. Mua được. Mua không?
Mẹ không lấy. Để đi. Đấy sao Quay con lên. hả? Quay lên đi. Thôi không cần quay cái đấy. Quay đi. Không cần quay. Quay lại. Không cần. Đây là hoa mẫu đơn con trồng, thờ thường thôi. Thế hoa cúc của ta đẹp không? Cũng giữa cả. Rất cuộc sư phụ thích hoa gì? Hoa mai rùa. Tâm giới cao nhất trong Phật Pháp chính là vô. Núi ở trước mắt không phải là núi, núi ở trong lòng mới đích thực là núi. Trong lòng sư phụ ạ, đâu nhỉ, chỉ toàn mỡ là mỡ. Mẹ thấy mồi. Chào mừng các bạn đã đến với kênh YouTube của mình. Hôm nay mình sẽ review kẽm nhung màu cam. Kẽm nhung này là một cái bó này của mình sẽ gồm có 100 cái kẽm nhung. Và cái công dụng của một cái sợi kẽm nhung này để làm cho các làm ra những cái đồ gia dụng hoặc là những cái đồ trang trí rất là đẹp. Chúng ta có thể biến tấu những cái dây kẽm nhung như thế này thành những cái bông hoa, những cái chậu hoa, những cái loại quả, những đồ dùng rất là đẹp. Dây kẽm nhung này nó sẽ bên trong nó sẽ có một cái kẽm nhung, dây kẽm nhung rất là nhỏ ở đây, và bên ngoài nó sẽ được phủ một cái lớp lớp kiểu như bằng nhung các bạn. Nó rất là mềm mịn. Nó sẽ có những cái sợi sợi nhung ở bên ngoài được bọc bên ngoài. Và cái kẽm nhung này sẽ có thể cho chúng ta uốn dẻo, uốn cong. Chúng ta có thể gặp tùy ý theo cái sở thích của chúng ta, hay là những cái loại mà chúng ta muốn muốn gặp thành những cái hình quả, hình trái cây hay là những cái hình hoa đều có thể là rất uốn rất là dễ. Đấy, đưa cho mẹ cái vỏ kia con. À để mẹ thử cắm nha. Tét 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 cái vỏ kia cơ, cái vỏ này mẹ đựng máy đấy, cái vỏ mẹ đựng máy đấy, cái hộp để mẹ đựng cái máy cái kia đấy, đen đen đấy, để gần đây thì mẹ cất. Ôi không lấy được à, ôi mẹ không cắm được thử. Ok để đây. Ôi trời ơi động đất, cứu lấy khổ vật. Ồ đồ đệ ngốc cũng biết đỡ một chai kìa. Dụng nữa đi, dụng, quả dụng ta, chén tề tề. Gạo ngon 700 kg, 1 kg 130, bột mì 500 kg, mỗi ký 6-8 đồng, tổng cộng là sắp nổ đầu mất thôi. Mình ghét nhất môn toán. Phù, nhờ sư phụ bự tính cho. Thế với má sắp nọ đảo mất thôi.